Hoan hỷ chào đón các bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, thất quần chi dương, từ 58 tuổi trở đi. Nếu như nắm bắt được cơ mệnh này thì sẽ hóa hung thành cát, tránh họa đắc phúc, giàu có cho đến trọn cuộc đời. Giới tử vi tiết lộ bí ẩn cuộc đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, lúc trẻ nghèo khổ đủ đường, về già giàu có hết phần thiên hạ. Từ sau 58 tuổi bất ngờ đổi vận đổi đời, may mắn đến liên tiếp, tiền bạc ùn ùn tự đến, muốn nghèo cũng không được. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, ai ai cũng đều phải chạy theo sự hối hả, xô bồ của cuộc sống, cầu tài và danh vọng là đích đến của rất nhiều người. Tại sao ta không muốn bình yên thầm lặng với đời, hay ta lo sợ rằng cuộc sống này sẽ vùi dập ta nếu ta không có gì cả? Tôi thật tiếc khi phải nói với bạn một điều rằng, đó là sự thật. Sự thật là nếu bạn không nỗ lực cố gắng, nỗ lực từng giây, từng phút một, thì bạn chỉ có thể thụt lùi ở phía sau, ngay cả cuộc sống hiện đại này, vùi dập không thương tiếc, người đẩy kẻ xô, thương thay cho số phận mình. Vậy tại sao cuộc đời lại lắm nỗi bất công như vậy, khi mà người thì giàu sang quyền quý, ai ai cũng phải nghiêng mình kính nể, nhưng có người lại chật vật, nghèo khó xoay sở đủ đường mà mãi không khá lên được, tất cả những điều đó đều là vì một từ may. Rất may là mới đây nhất, các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi trọn đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Các bậc thầy tử vi có chỉ rõ, con giáp này tuổi trẻ có cuộc sống nhiều thăng trầm, lúc rủi, lúc may, những sóng gió hoạn nạn ập đến bất ngờ cũng chỉ là để thử thách tấm lòng của con giáp này mà thôi. Nếu như vượt qua được, thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao vào thời kỳ trung vận. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất, thì cuộc sống của Đinh Mùi mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Đặc biệt, từ năm 58 tuổi trở đi, vận tài lộc của tuổi Đinh Mùi rất hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công. Mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tiền bạc dồi dào, chất đầy két, con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có. Những năm tháng hậu vận, được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy cụ thể vận trình tử vi trọn đời của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, sẽ diễn biến như thế nào? Tương lai của Đinh Mùi sẽ đón nhận những cơ may gì và cần chuẩn bị những gì để đón lành tránh dữ? Ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ vận may nào nhé. Thưa quý vị, tuổi Đinh Mùi thân mến, là bản mệnh muốn gì thì phải lăn ra mà làm, cần gì phải nỗ lực mà chiến, giỏi thì được nhiều, không giỏi thì được ít, nên ngoài lựa chọn kiên cường mà tiến, bền bỉ mà bước, thì Đinh Mùi chẳng còn lựa chọn nào khác để cuộc đời được thăng hoa. Nếu bỏ cuộc để đi đường dễ hoặc nằm dài, để sự tự thành đã không nằm trong sự lựa chọn, thì ngại ngần gì mà không tự mài sắc kiếm, chém đông, dẹp bắc, trả hết những vướng bận trên đường đời, rồi tự mình bước vào tòa lâu đài mà bản thân mình muốn mong. Theo tử vi trọn đời, tuổi Đinh Mùi là những con người vui tươi, sống chân thực và thân thiết với mọi người, rất dễ động lòng trắc ẩn. Với những bất hạnh của người khác, tính cách của những người sinh năm Mùi rất hiền lành, thậm chí hay tỏ ra xấu hổ, bẽn lẽn, nếu được phát huy hết mọi sở trường, sẽ trở thành những nhà nghệ thuật đầy tao nhã hoặc có tính sáng tạo cao. Còn nếu không có những thành công trong sự nghiệp, họ sẽ trở thành con người bi quan, chán nản và buồn bã. Tính cách của người tuổi Đinh Mùi được xếp vào hàng rụt rè, với những người có tính tình bạo dạn hơn thì họ sẽ là người tao nhã, nếu là công nhân hay quản lý, họ cũng mang cho mình phong thái điềm đạm. Và chắc chắn khi sự nghiệp và các mặt khác của họ đi xuống, họ thường là người bình thường, đa cảm, thậm chí là kẻ bi quan, chán đời. Người tuổi Đinh Mùi thường yêu cầu nghiêm khắc về ngoại hình và cách nghĩ của mình, vì thế dễ rơi vào trạng thái không thống nhất. Khi bị dọa nạt, họ thà nuốt giận không nói,
chứ không muốn giải bày quan điểm của mình, càng không muốn thể hiện sự mất hứng của họ. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi cho thấy, họ vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Trong thế giằng co của sự trầm mặc, Đinh Mùi là những người sống nội tâm, khép kín. Họ không phải là những người thích chống đối hay đấu tranh khi có điều gì không vừa ý. Họ thích cuộc sống lúc nào cũng tươm tất, bằng phẳng, không có những khúc quanh, không có những đoạn gồ ghề. Lúc nào cũng phải là một con đường trải nhựa sạch sẽ, là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế, những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Người tuổi Đinh Mùi chính trực, hiền lành và dễ cảm thông được với nỗi khổ của người khác. Họ thường là những nhà nghệ thuật và làm những việc có tính sáng tạo, là người vị tha, độ lượng, nên họ dễ tha thứ cho sai lầm của người khác, biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người đó. Để biết những khó khăn của họ, hiểu và thông cảm cái lý của người khác, người tuổi Đinh Mùi bằng những cử chỉ tế nhị, rất giàu lòng thông cảm với người khác, họ cũng ít khi phê bình người khác. Người tuổi Đinh Mùi không thích sự thay đổi và sự xung đột, nên họ luôn né tránh những cuộc tranh luận, giữ quan hệ tốt với mọi người. Đồng thời họ cũng là người chu đáo, họ luôn cẩn thận để không làm tổn thương bất kỳ ai, và nếu phải làm thế thì họ cũng sẽ giải quyết lại tình huống đó. Trên hết, người sinh năm Mùi là người được bạn bè ngưỡng mộ và dễ hòa đồng. Vận mệnh của người tuổi Mùi rất tốt, nếu chẳng may người tuổi Mùi là người nghèo khó, thì họ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ có giá trị từ bố mẹ và người thân của họ. Cả những người có thế lực cũng muốn che chở họ, được mọi người coi trọng và kết nghĩa anh em. Tóm lại, một người tuổi Mùi với vận mệnh tốt thì sẽ không gặp khó khăn, bởi vì mỗi lần gặp thất bại, họ đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người khác. Thái độ nghiêm khắc của các đồng sự sẽ giúp họ nâng cao được hiệu suất lao động, cho dù thái độ đó tưởng như vô lý. Nói một cách đơn giản, bạn hãy nghĩ ra một cách để loại bỏ tâm lý trong họ. Người sinh năm Mùi biết cách lấy trí thông minh, bù đắp những chỗ yếu kém của mình. Họ giỏi sử dụng những phương cách uyển chuyển, khéo léo, chiến thuật mềm dẻo, khiến người khác mềm lòng. Đặc biệt, họ cũng rất giỏi trong việc đánh giá tâm lý đối phương. Bởi vậy, đừng dại mà coi thường họ. Nhìn chung, người sinh năm Mùi có xu hướng ít gặp các vấn đề về sức khỏe. Có lẽ bởi vì họ là người hiền lành, họ có thể có vẻ bề ngoài mong manh, nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn. Họ là tuýp người tiêu biểu cho sự khỏe mạnh. Tuy nhiên, nỗi buồn sẽ làm những người tuổi Mùi thấy suy sụp. Khi họ vui vẻ thì họ khỏe mạnh, nhưng khi họ buồn thì họ sẽ lâm bệnh ngay. Ưu điểm của người tuổi Mùi nằm ở chỗ họ luôn suy nghĩ chu toàn và sắp xếp công việc ổn thỏa, tinh thần cầu tiến, giỏi xã giao, tính cách lại hiền hòa, nên họ được lòng nhiều người, bạn bè khắp bốn phương. Tuy nhiên, thực sự thì tính cách người này khá hướng nội, hay suy nghĩ nhiều, bên trong vỏ ngoài mạnh mẽ, là nội tâm khá yếu mềm. Người này đa sầu, đa cảm, tinh tế, nhạy cảm, chu đáo với những người xung quanh. Có một đoạn thơ dành tặng cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, như thế này: số người tính nết hiền lành, tánh thì đằm thắm thuận hòa tương lân. Mạng này có phước lộc trời, phong xương cũng lắm gian nan cũng nhiều. Số phải lập nghiệp phương xa, cửa nhà yên ổn gia môn hiền hòa, trung vận làm có của kho. Nhưng mà hậu vận mới là hiền vinh, số này phước lớn mới an, không thời chết hụt, chết oan đã rồi, giận ai nói giữ nói nhiều, lòng không độc ác nói rồi bỏ qua. Cuộc đời tuổi Đinh Mùi có thăng, có trầm, trong cuộc sống được Phật A-di-đà Như Lai hộ mệnh, Phật Ma Lợi Tử ban phúc, nên có nhiều may mắn và hưởng được những việc tốt bất ngờ. Nữ Đinh Mùi thì vất vả hơn nam Đinh Mùi, ngay từ tấm bé, Đinh Mùi đã phải trải qua vô vàn khó khăn. Đến độ tuổi trung vận, mọi sự có phần yên bình hơn, nhưng cũng không tránh khỏi phải lao đao vất vả. Chỉ đến khi Đinh Mùi bước sang tuổi hậu vận thì mọi sự mới tiến triển tốt đẹp, được hưởng lộc lá an nhàn, số hưởng thọ trung bình từ 70 đến 82 tuổi. Nếu làm phúc đức thì hưởng được tuổi thọ đó, nhưng mất đức thì bị giảm kỷ. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Đinh Mùi 1967, nam mạng thường có khả năng thay đổi nghịch cảnh, trong đường đời lúc đầu vất vả, không thuận lợi, sau phải nỗ lực vươn lên mới có thành tựu như ý. Vào thuở nhỏ công danh có nhiều triển vọng, sang đến thời trung vận trở đi thì công danh rất vững, bạn có thể đạt được thắng lợi bất ngờ. Sự nghiệp cũng được vững chắc từ tuổi 40 trở lên, và từ đó về sau bạn yên tâm sự nghiệp không bao giờ bị thăng trầm nữa. Về vấn đề tiền bạc cũng được tạo ra dễ dàng và bắt đầu hưởng được những điểm tốt. Vào số tuổi này trở đi, nếu Đinh Mùi trong cuộc đời muốn mở rộng kinh doanh, hãy phát triển thêm về phương diện khác. Khi gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công, nên hướng phát triển ra ngoài. Nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn.
sự nghiệp hanh thông, mọi sự cát lành, thuận lợi. Tuy nhiên, khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều, song đều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Quan hệ với bạn bè đồng nghiệp của tuổi Đinh Mùi rất tốt, tuy bản tính có đôi chút cố chấp, nhưng trước bạn bè, họ vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Sang đến trung vận nhờ nỗ lực của thời gian trước nên ắt hái được quả ngọt, có cả công danh lẫn tiền bạc, về già được hưởng sung túc, an nhàn đến cuối đời. Về phương diện tài lộc, muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho không giữ được tiền. Vận Cát Tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng, cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài. Cuộc đời người tuổi Đinh Mùi không có quá nhiều trắc trở, cũng không gặp phải nguy cơ quá lớn về tiền bạc. Khi còn trẻ, họ đã có thể sở hữu cuộc sống khá sung túc, đủ đầy. Song người này có một nhược điểm, chính xác hơn là thích mua những đồ xa xỉ phẩm, lại rất hào phóng, rộng rãi với bạn bè, nên tiền kiếm được tiêu cũng rất nhanh. Họ không có số mệnh đại phú, đại quý, song vẫn có được cuộc sống nhàn tản, bình an, không phải lo lắng về tài chính. Không giàu nhưng cũng không phải thiếu thốn bao giờ. Nếu chuyên tâm hơn phát triển sự nghiệp thì họ có thể tay trắng làm nên, thành công gây dựng cơ đồ. Từ sau 40 tuổi trở đi, người tuổi này thường có thu nhập rất khá, nhưng của cải xuất ra đi cũng nhiều. Song không vì thế mà chán nản. Nếu là người tham gia thương trường thì phải quyết tâm nỗ lực gắng sức với tinh thần quyết tự, sẽ có cơ may bất ngờ. Trong quan trường phải dốc hết khả năng làm việc chờ thời cơ thăng tiến. Về hậu vận cũng có của ăn, của để, không lo thiếu tiền thiếu bạc. Tuy nhiên, Đinh Mùi 1967 cần tránh dục vọng quá lớn, sẽ nguy hiểm cho tiền đồ. Về gia sản, đa phần tuổi Đinh Mùi có nhà cửa, đất đai, trong đó đất đai nhiều hơn nhà cửa, có người được gia sản tổ tiên để lại với số bất động sản lớn. Khi mắc phải kiện tụng, đừng quá sa đà, vì họ thường chỉ thắng được một nửa, dù có hậu thuẫn lớn đến đâu. Quý cô bác tuổi Đinh Mùi làm việc gì cũng cần phải rõ ràng, nhất là vấn đề liên quan đất đai, pháp lý, để tránh việc xảy ra tranh chấp kiện tụng nhé. Những tuổi hợp làm ăn. Đối với những tuổi hợp về làm ăn sẽ giúp cho công việc của Đinh Mùi được thuận lợi hơn, vậy nên Đinh Mùi nên kết hợp với tuổi Mậu Thân và Canh Tuất. Những tuổi Đại Kỵ. Nếu như Đinh Mùi hợp tác làm ăn với tuổi Đại Kỵ là Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mùi và Canh Tý, thì cuộc đời của Đinh Mùi sẽ bị tuyệt mạng hoặc biệt ly giữa cuộc đời đó. Những tuổi trên rất kỵ với bạn trong tất cả mọi mặt. Đối với tuổi Đinh Mùi, khi gặp phải tuổi Đại Kỵ trong việc làm ăn, bạn không nên giao dịch hoặc hùn vốn tiền bạc để làm những điều quan trọng. Về phương diện sức khỏe, cung thọ tử chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người sợ nhất là gặp phải tai sát, tuế sát, cách góc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hung sát này thì dễ thập tử nhất sinh. Rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chính là vì gặp những họa trên. Vì thế, trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi, nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Theo tử vi chọn đời, con giáp này nên chú ý giữ gìn khi mùa đông đến, tiết trời lạnh lẽo có thể khiến bạn dễ sinh nhiều bệnh tật trong cuộc sống hàng ngày. Cũng cần chú ý đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ sao cho hợp lý và khoa học. Vào các mùa khác trong năm thì sức khỏe không có gì đáng ngại. Người tuổi Đinh Mùi dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, đau dạ dày, đau đại tràng phù thủng. Đặc biệt, người này yêu thích ăn uống và không kén chọn nhiều nên lại càng hay có vấn đề về phần này. Quý vị thân mến, sức khỏe là một quá trình nuôi dưỡng, rèn luyện tích lũy liên tục cả đời người theo quan hệ, nhân, quả. Tuy nhiên, việc tự chăm sóc sức khỏe không bao giờ là muộn, kể cả khi tuổi đã cao vẫn tốt. Anh chị có thể rèn luyện sức khỏe của mình bằng cách khác nhau như tập thể dục, khí công, đi bộ hay là tham gia các câu lạc bộ theo sở thích đều rất tốt cho sức khỏe, không chỉ giúp tinh thần ta thoải mái mà còn dồi dào năng lượng cho mỗi ngày trôi qua. Ở vào độ tuổi này có gì hạnh phúc bằng cuộc sống, luôn vui, luôn khỏe, lại giúp ích cho đời. Về phương diện tình cảm gia đạo, người tuổi Đinh Mùi cả đời hiếu thuận với mẹ cha, kiên nhẫn, tỉ mỉ, không ngại khó khăn. Họ có phần mê tín, tin vào những chuyện mang màu sắc thần bí ma quỷ, có tinh thần ham học hỏi, dù chỉ một chi tiết cũng không bỏ qua. Người này sống tiết kiệm, không bao giờ tùy tiện lãng phí tiền bạc. Họ thân thiện với mọi người, yêu thiên nhiên, có phong thái cao sang quyền quý, được quý nhân phù trợ nên họ may mắn gặp được nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như thăng tiến trong sự nghiệp. Nhược điểm của người tuổi Mùi là hay do dự,
thiếu quyết đoán, mọi chuyện thích nghe theo ý trời, thuận theo tự nhiên, không thích những công việc gò bó. Áp đặt, bản tính trời sinh của người này là thích được người khác chăm sóc, vừa nghe lời khen ngợi và rất mong muốn được bạn bè, người thân khuyên bảo. Nữ giới tuổi Mùi là người tâm địa thiện lương, thích chăm sóc người khác, thường là người đẹp, tài sắc vẹn toàn. Phụ nữ tuổi Mùi là con người của gia đình. Họ sẽ luôn dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm chăm sóc tận tình đến những người thân trong nhà. Họ đảm đang, tháo vát và biết khích lệ, giúp đỡ người chồng của mình đúng lúc. Sự khôn khéo ấy là nền tảng vững chắc để phụ nữ tuổi Mùi duy trì sự lâu dài trong mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Họ thích làm đẹp và sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình, đứng giữa đám đông. Phụ nữ tuổi Mùi biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó là lý do tại sao người này luôn có rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Mùi có đời sống nội tâm phong phú, lãng mạn, nhưng họ cũng dễ bị tổn thương. Trong tình yêu họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần đem đến niềm vui và hạnh phúc cho đối phương là đủ. Khi kết hôn, phụ nữ tuổi Mùi có thể đảm nhận tốt vai trò của một bà nội trợ trong gia đình, nhưng họ không thể một mình đối mặt với chông gai sóng gió. Trong cuộc đời họ cần sự che chở bảo vệ và tình yêu thương, sự quan tâm của người chồng. Bởi vậy, những cô nàng tuổi Mùi nên kết hôn với những anh chàng mạnh mẽ, phóng khoáng và tốt bụng. Nam giới tuổi Mùi rất thành thực và lãng mạn. Trong tình yêu họ luôn chăm sóc chu đáo, dịu dàng cho người yêu, cũng nguyện hy sinh bản thân để người ấy được hưởng hạnh phúc. Trong gia đình họ là người chồng ân cần, cũng là người cha dịu dàng và đầy trách nhiệm. Trong hôn nhân, cuộc sống hôn nhân của con giáp này khá tốt. Vợ chồng hòa thuận, êm ấm, cửa nhà, gia đạo của những người Đinh Mùi được yên vui, hạnh phúc trọn vẹn, đông con, đông cháu, về già được nhờ phúc con cái rất nhiều. Trên phương diện con cái, có những lúc con cái bất đồng quan điểm với bạn hay không nghe lời khuyên bảo của bố mẹ, quý vị lịch sự từ từ chỉ bảo sẽ thấy con cái của mình thay đổi rất nhiều. Có trải nghiệm, có sai lầm là điều hiển nhiên. Những lúc thấy con cái khó khăn nhất thì quý vị cũng nên chủ động hỏi han sức khỏe, chia sẻ cùng con cái của mình nhiều hơn. Tục ngữ có câu rằng, con người hành thiện thì trời đất đều biết, ắt có phúc báo. Hành thiện chính là chỉ âm đức, con người tích đức càng nhiều thì phúc báo càng lớn. Nói một cách đơn giản, âm đức giống như hạt giống, chỉ cần hạt nảy mầm thì không lo tương lai không có cơ hội gặt hái. Người dám cho đi là dù cuộc sống có thăng trầm ra sao, nội tâm họ cũng luôn hạnh phúc viên mãn. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Đinh Mùi 58 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Đinh Mùi có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung, năm 2024 chính là thời kỳ vàng của người tuổi Đinh Mùi, hứa hẹn những bước tiến nhảy vọt ở các phương diện, chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể, được nhiều cát chiếu. Không có hung tinh, mệnh trạch lại tương sinh lưu niên, đương số hưởng chọn vận khí hanh thông, công việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức, tiền bạc dễ kiếm hơn năm ngoái. Dù thời cuộc chung vận khó khăn, kinh doanh buôn bán có lời lớn, đầu tư cũng là kênh thu lời hấp dẫn, gia đạo hay sức khỏe đều duy trì ở mức hài hòa ổn định. Đánh giá từng phương diện, công việc làm ăn rất tốt, có thể mở rộng làm ăn trong năm, hợp tác làm ăn với đối tác lớn, thu về nhiều khoản lợi ích chứ không chỉ riêng về tiền bạc. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cộng thêm tinh thần lạc quan và một chút may mắn từ thiên thời địa lợi, người tuổi Đinh Mùi có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn, cơ hội thăng tiến rộng mở, tài lộc tốt, tài chính cũng song hành với sự nghiệp thăng tiến mà không ngừng gia tăng. Dù là người làm công hay làm chủ, đều đạt được mức tiền bạc như mong muốn, không những làm giàu cho mình mà còn giúp đỡ rất nhiều người khác, tiền bạc đến từ nhiều nguồn, cảm giác còn dễ kiếm hơn năm ngoái, dù tình hình kinh tế chung đang suy giảm. Kinh doanh buôn bán có lời lớn, đầu tư cũng mang về không ít lợi nhuận cho đương số. Tiền bạc tích lũy tốt, sức khỏe tốt, đương số ít phải lo lắng hay căng thẳng nhiều, cuộc sống ít áp lực hơn từ công việc hay chuyện tiền bạc. Trong năm cũng có thời điểm ốm vặt, nhưng hầu như không có bệnh nặng, có bệnh cũng gặp thầy, gặp thuốc nhanh khỏi, tình cảm gia đạo tốt, gia đạo hài hòa, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Trong năm có thể đón tin vui về chuyện con cái, người độc thân dễ được mai mối hoặc tình cờ gặp được nhân duyên tốt. Các cặp đôi đang yêu tính chuyện cưới hỏi suôn sẻ. Các tháng tốt xấu trong năm 2024, các tháng tốt, tháng 2, 4, 8, 10 và tháng 11 âm lịch, các tháng xấu, tháng 3, 6 và tháng 9 âm lịch. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. 1. Chọn tuổi hợp làm ăn. Tử vi chọn đời tuổi Đinh Mùi hợp với tuổi Ngọ là quan hệ lục hợp,
quan hệ hợp thứ hai là tuổi Mão, tuổi Mùi. Nếu kết hợp với những tuổi này thì lý tưởng sẽ dễ dàng được thực hiện, vạn sự hanh thông. Người tuổi Đinh Mùi kỵ nhất là tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Sửu, vận thế sẽ đi xuống nhiều. 2. Hướng phong thủy. Nam mệnh Đinh Mùi hợp hướng Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc, những hướng này cực tốt, mang tới nguồn vượng khí cho cả gia đình. Phát triển thịnh vượng, tiền bạc dư giả, con cái đông đúc, học hành thành đạt, gia đình thuận hòa, tuổi thọ kéo dài, tốt lành lâu dài. Nữ mệnh tuổi Đinh Mùi hợp hướng, hướng Đông, hướng Bắc, hai hướng này là một trong những hướng tốt nhất với bạn. Gia đình làm ăn thịnh vượng, giàu có, sự nghiệp phát đạt, thường giữ chức vị cao, con cháu giỏi giang, thành danh gia đình hạnh phúc. 3. Màu sắc phong thủy may mắn. Màu tương sinh, kim, màu trắng, xám, màu bản mệnh, thủy, màu đen, xanh dương, màu kém may mắn, mộc, màu xanh lá, màu khắc mệnh, thổ, hỏa, màu nâu, vàng, màu đỏ, cam, hồng, tím. Ngoài ra, màu sắc hợp mệnh nếu được áp dụng trong quá trình mua xe, phối màu trong phong thủy, nhà cửa, ăn mặc, sẽ giúp tăng sinh khí, tài vận may mắn. Ngoài ra, màu sắc còn có thể dùng để hạn chế sự tương khắc trong phong thủy của tuổi bạn. 4. Sử dụng Phật bản mệnh. Phật bản mệnh, hay còn được gọi là Phật độ mệnh, Phật hộ thân hay Phật bình an, gồm có 8 vị Phật làm tôn chủ, quản lý 12 con giáp. Mỗi con giáp lại tương ứng với mệnh mỗi người khi sinh ra, chính vì vậy, mỗi người sẽ đều có Phật độ mệnh riêng, đi theo và phù hộ độ trì. Với người tuổi Mùi nói chung và tuổi Đinh Mùi nói riêng, Phật bản mệnh của tuổi này là Đại Nhật Như Lai, tuổi này là người hiền lành, có tấm lòng nhân ái, bình thản trong cuộc sống, biết hài lòng với những gì mình đang có, nhưng thực ra bất cứ ai cũng có nỗi khổ riêng, nội tâm gợn sóng, lúc nào cũng hy vọng thành công, khát vọng, tình yêu, tham vọng của cải. Người này nhiệt tình, thích ỷ lại vào người khác, nhân duyên rộng rãi, cá tính mạnh, nhưng vì cố chấp mà đưa ra quyết định sai lầm. Bản thân lại khá bi quan, nên tâm tình không mấy vui vẻ. Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho quang minh, ánh sáng của chân lý, dung hợp được tính nết của người tuổi Đinh Mùi. Đeo bản mệnh Phật Đại Nhật Như Lai sẽ khiến tuổi Đinh Mùi giảm thiểu tâm tình tiêu cực, tăng cường năng lực phán đoán, hạ thấp tính cố chấp. Bản mệnh Phật của người tuổi Đinh Mùi là thánh vật phong thủy, có ý nghĩa cát tường, giúp bạn may mắn tốt lành, giảm bớt xui rủi, đạt được nguyện vọng. Tiếp theo là vận trình lưu niên, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Năm Tý, xem vận trình lưu niên thấy, đường tài lộc của người tuổi Đinh Mùi phát triển cực kỳ rực rỡ trong năm này, người làm ăn kinh doanh khẳng định được vị thế của mình, nên khách hàng luôn đổ tới tấp nập, sự nghiệp tăng tiến, cũng giúp bản mệnh tiếp xúc với nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công huy hoàng đến mấy, bản mệnh cũng cần thận trọng, khiêm tốn, chớ khiến người khác ghen ghét. Năm Sửu. Vận trình trong năm Sửu có hung có cát, đặc biệt là thời điểm giữa năm có họa phá tài rình rập, chuyện thị phi cũng nhiều, bản mệnh cần học cách nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý, chớ hành xử theo cảm tính. Gia đình có dấu hiệu bất hòa, bạn cần học cách lắng nghe nhiều hơn, chớ nên áp đặt các quan điểm của mình cho người thân. Năm Dần. Khó khăn cũng không ngăn cản được bước chân tiến về phía trước của bản mệnh trong năm Dần. Tuy nhiên bạn vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân, nếu không dễ rơi vào những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Trong việc kết giao, bạn cần hết sức thận trọng, không nên háo sắc, tham tài, việc gì cũng cần biết giới hạn, như vậy mới tránh xa được rắc rối. Năm Mão. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Đinh Mùi, trong năm Mão người tuổi Đinh Mùi có cơ hội phá tài bất ngờ, sự nghiệp cũng hanh thông hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Trong nhà nếu xảy ra chuyện không như ý, bản mệnh cần bình tĩnh tìm cách xử lý, không nên nghĩ đến việc tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Năm Thìn. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm Thìn là năm khá may mắn và hanh thông với người tuổi Đinh Mùi. Tuy nhiên do bị hung tinh kiếp tài ảnh hưởng nên bản mệnh sẽ phải vất vả chạy ngược chạy xuôi, nhưng thành quả nhận về cũng rất xứng đáng. Ngoài ra, trong năm có dấu hiệu chuyện thị phi xuất hiện, bản mệnh nên chú ý giữ quan hệ hòa hảo với mọi người, không nên cố chấp khăng khăng với quan điểm của mình, gặp chuyện nên có cách ứng biến phù hợp. Năm Tỵ. Chính ấn mang lại tác động tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi, chỉ cần bản mệnh chịu bỏ ra công sức, cố gắng không ngại khó, không ngại khổ thì ắt gây dựng được vị thế của mình, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh có cơ hội phát tài bất ngờ, song sau đó cần có cách chi tiêu, đầu tư hợp lý thì mới giàu được. Năm Ngọ. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm Ngọ là năm đại cát đại lợi đối với người tuổi Đinh Mùi, bản mệnh có thể khẳng định được giá trị của mình trong tập thể, nên thường được giao phó cho trọng trách, thậm chí con giáp này có thể trở thành thủ lĩnh để dẫn dắt mọi người. Năm Mùi. Trong năm bản mệnh khó tránh khỏi rắc rối rình rập,
Vì thế làm việc gì cũng cần suy tính kỹ càng, nếu có thời gian rảnh thì nên học tập thêm các kiến thức mới hữu ích. Tình hình sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, bạn nên kịp thời đi khám, không nên để bệnh tình kéo dài và nặng thêm. Năm Thân. Bước sang năm Thân, mọi khó khăn mà người tuổi Đinh Mùi gặp phải đều tan biến, bản mệnh gặp được nhiều may mắn bất ngờ, cả phương diện sự nghiệp và tài lộc đều có vận may. Nếu biết nắm chắc thì có thể gặt hái được thành quả như mong đợi. Tuy nhiên, bản mệnh không nên kiêu ngạo, tự đắc, vạn sự vẫn nên lắng nghe ý kiến đa chiều. Năm Dậu. Xem vận trình lưu niên của tuổi Đinh Mùi, thấy đường tài lộc của bản mệnh cực kỳ hanh thông trong năm Dậu, bạn có thể tìm ra nhiều hướng đi mới khác nhau trên con đường làm giàu. Tuy nhiên, con giáp này không nên quá tham lam, nên biết thế nào là đủ thì mới có thể bảo vệ được bản thân và gia đình bình an, hạnh phúc. Năm Tuất. Kiếp tài giáng họa, trong năm này người tuổi Đinh Mùi không thích hợp làm ăn, đi xa cũng bất lợi. Cần chú ý để tránh những sự cố bất ngờ, làm việc gì bạn cũng cần cẩn thận và lưu ý, như vậy thì có thể kịp thời nhận ra các nguy cơ. Năm Hợi. Năm này người tuổi Đinh Mùi phải chịu tác động của thương quan, nên khó có cơ hội thăng quan, tiến chức, chuyện kinh doanh cũng tiến triển khó khăn. Con giáp này còn thường xuyên phải chi tiêu cho nhiều mục đích khác nhau, nên khó giữ tiền ở trong túi. Năm này bạn không nên mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ, kẻo tai họa ập tới. Thưa quý vị, vận mệnh của mỗi con người theo tử vi phụ thuộc vào thiên can và địa chi của mỗi người, nhưng con người là động vật có lý trí. Chính vì vậy, thay vì hành động theo bản năng, họ có sự lựa chọn của riêng mình. Vì thế mà nhiều khi hai người cùng sinh, cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, nhưng cuộc đời họ lại hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều dựa trên luật nhân quả của vũ trụ, và trong nhân duyên, quả Đức Phật có chỉ rõ ràng, bao dung càng lớn, đạt được càng nhiều, người một nhà nếu bao dung càng lớn, thì hạnh phúc càng nhiều, giữa vợ chồng bao dung càng lớn, thì tình cảm càng thắm thiết, giữa hàng xóm với nhau bao dung càng lớn, thì càng dễ sống, giữa bạn bè bao dung càng lớn thì tình hữu nghị càng bền vững, giữa đồng nghiệp với nhau bao dung càng lớn thì sự nghiệp càng thuận lợi. Cuộc sống không phải là chiến trường, không cần phải so sánh cao thấp, giữa con người với nhau, càng hiểu về nhau hơn thì càng giảm thiểu sự hiểu lầm, dùng tâm đối đãi nhau, thêm một phần bao dung thì giảm đi một phần tranh chấp. Con người thường cho mình là quan trọng nhất, nên hay lo chuyện được mất hơn thua, không nên đem kiến thức và cách nhìn của mình để bình luận người khác, tâm rộng bao nhiêu thì hạnh phúc bấy nhiêu, bao dung càng lớn, đạt được càng nhiều, không nên nói sau lưng người khác, cũng không nên lo ngại bị nói sau lưng. Khi một người không có gì thì không ai nói. Con người càng xuất sắc thì bị nói càng nhiều. Trên đời không có việc gì mà không bị bình luận, cũng không có ai không bị người khác bình luận. Có một số việc cần phải nhẫn, không nên tức giận. Có một số người cần phải nhường, không nên quá hơn thua. Miệng lưỡi chịu thiệt chút có sao đâu, nhường họ ba tấc lưỡi thì mình bị gì sao. Nước sâu thì phẳng lặng, người chững chạc thì ít nói. Học hiểu nói chuyện tâm tư, học cách nhẫn nhịn đối diện sự bất mãn. Làm người chỉ cầu cho mình được một nửa, còn một nửa kia cho đi, làm việc chỉ cầu một nửa, còn một nửa kia để tùy duyên, mọi việc không nên quá cầu toàn, vì cầu toàn sẽ không còn lối thoát. Đối nhân xử thế không được quá hà khắc, vì quá hà khắc sẽ không còn bạn bè, phải biết nhún nhường, phóng khoáng, khẳng khái, phải biết bao dung hào phóng rộng lượng. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là tử vi chọn đời cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Sau năm 57 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang trọn đời. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.